Ngày xưa ở trên cung trăng có một nàng hàng Nga vô cùng xinh đẹp. Cũng có hàng Nga, bên này cũng có. Hả? Sao lại có nhiều hàng Nga thế này? Sao năm nay lại có nhiều hàng Nga hơn năm trước rồi? Chắc các em không biết, thời đại 4.0 trên cung trăng cứ 1 mét vuông lại có một hàng Nga. Tức thì chật, người thì đông, năm nào quậy ta cũng phải mở hội thi hàng Nga Next Top Model để tuyển chọn hàng Nga xuống trần chơi với các em. Cơ mà... nhiều hàng Nga thế này, quậy ta lại mệt mỏi lắm đây. Mời bắt các hàng Nga. Later. Vậy là hội thi hàng Nga Next Top Model năm nay đã chọn ra được 2 thí sinh xuất sắc nhất. Đó chính là hàng Nga giàu có và hàng Nga khốn khó. Thank you.
hợp này hai bạn sẽ làm gì? A. Làm một cái bánh trung thu. B. Làm hai cái bánh trung thu. Giàu có như mình á, việc gì phải làm bánh trung thu? Chỉ cần... Chị Hàng Nga nghèo khó phải không ạ? Chị có đơn hàng không đồng, mời chị xuống nhận hàng. Hàng của chị đấy, đơn không đồng chị nhá. Khoan, phải đứng cách xa 2 mét, yêu cầu giữ đúng khoảng cách trong thời kỳ dịch bệnh. Ok chị. Cuối cùng cũng săn sale thành công được gói mì tôm này. Bắt tay vào làm thôi. Cuội đẹp trai, bọn tớ đã làm xong bánh trung thu rồi đây. Cuội ăn rồi đánh giá thử nhá. Yes. Của Hàng Nga giàu có tớ là bánh trung thu rát vàng khổng lồ, đặc mặn ngon nhất nách luôn. Còn của Hàng Nga khốn khó tớ là bánh trung thu làm từ mì tôm, có 102 luôn đấy. Yes. Đang giảm cân nên là ta chỉ nghĩa qua để chấm điểm thôi. Không sao, để Hàng Nga cắt bánh cho quầy chấm điểm nhé. Vòng thi thứ 3 có tên Hàng Nga Quốc tế. Tại vòng thi này, các thí sinh sẽ thi đấu khả năng tiếng Anh của mình. Và hãy chờ xem ai sẽ là người chiến thắng. Yes. Học tiếng Anh á? Để làm gì cơ chứ? Học để biết, học để còn giao lưu với trẻ em trên toàn thế giới. Đúng là cái đồ không biết gì hết về quả địa cầu. Hey!
nhanh đối thủ trả lời trong vòng 10 giây. Khiên lục bảo hóa giải hiệu ứng thẻ đồng băng. Thẻ hỏa mù tung làm khói che phủ toàn màn hình. Và sau rất nhiều phần thi vô cùng căng thẳng, hạng Nga chính thức của năm nay sẽ là để trở thành những người đầu tiên sở hữu bộ học tiếng Anh mới nhất, app học và thách đấu tiếng Anh cực vui kết hợp với các thẻ bài thú vị. Đặt mua ngay để được giảm giá 35% và miễn phí vận chuyển toàn quốc nhé. Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.